em giới thiệu các bạn với các bạn cách lắp máy thiết bị giảm giá công nghiệp. Đây là các bộ phận của máy, đây là các phên. Xong quá trình lắp đặt một thiết bị mặt giảm giá công nghiệp trên mạng tự động. Chúc các bạn thành công.